Giỗ tổ là ngày nghỉ của toàn dân Việt Nam với câu ca dao dù ai đi ngược về xuôi nhớ ngày giỗ tổ mùng 10 tháng 3. Vậy bạn đã hiểu rõ nguồn gốc sâu xa và ý nghĩa của ngày lễ lớn này chưa? Hãy cùng Job 3S tìm hiểu nhé! Theo tài liệu được ghi trong cuốn Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, Âu Cơ và Lạc Long Quân được coi là thủy tổ của người Việt. Hai người là cha mẹ của vị vua Hùng đầu tiên. Vào thế kỷ 20, triều vua Khải Định, Bộ Lễ chính thức gửi công văn ghi ngày 25 tháng 7, phái quan hàng tỉnh của tỉnh Phú Thọ. Lấy ngày mùng 10 tháng 3 âm lịch thì cử hành quốc tế hàng năm, tức là sức cho các quan phải mặc thẩm phục lên đền Hùng thay mặt triều đình Huế cúng tế. Từ đó ngày giỗ tổ Hùng Vương được tổ chức vào ngày mùng 10 tháng 3 hàng năm tại đền Hùng, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Giỗ tổ Hùng Vương là dịp để mỗi người con dù ở năm châu bốn bể phương trời nào cùng hướng về ngày cội nguồn để nhắc nhở thế hệ sau về truyền thống uống nước nhớ nguồn, tỏ lòng biết ơn sâu sắc các vua Hùng đã có công dựng nước và các bậc tiền nhân kiên cường chống giặc ngoài xâm giữ nước. Đồng thời, còn là dịp quan trọng để chúng ta quảng bá ra thế giới về một di sản vô cùng giá trị, độc đáo, đã tồn tại hàng nghìn năm, ăn sâu vào tâm hồn, tình cảm, trở thành đạo lý truyền thống của đồng bào cả nước. Cũng nhân dịp này, hãy cùng Job 3S ôn lại những câu chuyện truyền thuyết về con cháu Lạc Hồng, tưởng nhớ về cội nguồn và khơi dậy lòng tự hào, tự tôn dân tộc trong mỗi người con đất Việt nhé!